Nhân cái kỷ niệm thành lập 40 năm trường cấp 3C Hải Hậu ngày xưa và bây giờ là trường phổ thông trung học Trực Ninh B, thì anh em chúng tôi là những cái người mà đã học cái khóa đầu tiên của trường khóa 1976-1979. Thì hiện nay thì cũng anh em đang công tác tại Hà Nội. Xin gửi lời chúc sức khỏe toàn thể các thầy cô giáo, các thế hệ công nhân viên, các thế hệ học sinh trong 40 năm qua của nhà trường. Xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong cái quá trình giảng dạy, học tập cũng như là trong cái quá trình công tác của mình. Thực sự thì anh em chúng tôi cũng xa mái trường từ đã rất lâu rồi, nhưng mà cũng luôn luôn gặp nhau để cũng nhớ lại những cái kỷ niệm, và kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng mà anh em cũng luôn luôn nhắc nhớ về những cái kỷ niệm ngày xưa và cũng luôn luôn theo sát cái quá trình cái phát triển của trường, và thực sự là cũng thấy rất là ấn tượng. Thấy cái quá trình của nhà trường trong những năm qua phát triển rất là mạnh, và theo dõi thì những cái thế hệ sau chúng tôi thì thấy rằng là rất nhiều anh em cũng rất là thành đạt, giữ những cái vị trí rất là quan trọng trong các cái cơ quan của Đảng, Nhà nước rồi là các cái doanh nghiệp lớn. Thì chúng tôi cũng mong muốn và cũng rất là tin tưởng rằng là trong cái thời gian sắp tới, với cái truyền thống 40 năm của nhà trường, thì tất cả những cái thế hệ sau thì chắc chắn thì sẽ phát triển và sẽ đã gặt hái những cái thành công tốt hơn. Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi tin rằng là những cái vị trí lãnh đạo quan trọng ở trong các cái cơ quan, các cái doanh nghiệp chắc chắn là sẽ có mặt của các cái thế hệ học sinh của trường cấp 3C Hải Hậu ngày xưa cũng như là bây giờ là trường trung học phổ thông Trực Ninh B. Và anh em chúng tôi đây thì ở công tác tại Hà Nội thì đây có anh Sử, anh Lượng hiện nay cũng đang giữ những vị trí rất là quan trọng của trong Bộ Nội vụ. Đấy, anh Huấn đây đang công tác tại Tổng Ty Sông Đà. Bản thân tôi thì cũng đang công tác trong ngành bưu chính. Thế thì hôm nay thì anh em gặp nhau thì cũng có một chút kỷ niệm để nhớ về cái nhà trường ngày xưa, cũng rất xúc động. Thực là anh em cũng rất xúc động khi mà nhớ về những cái kỷ niệm. Đấy thì cũng một lần nữa thì cũng xin kính chúc sức khỏe các thầy cô và cũng tỏ lòng tri ân các thầy cô là cũng đã có cái lứa học sinh mà cho đến bây giờ chúng tôi thấy rằng là đã được các thầy cô đào tạo và trưởng thành. Và cũng xin kính chúc các thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và gặt nhiều thành công trong cái thế hệ đào tạo các thế hệ và học sinh tiếp theo.